chương trình Top Ca xin trình bày một sáng tác của An Hải Minh và nhóm 6 Cộng, một bài hát với tựa đề Khúc Tâm Tình của Người Yêu Chèo. Xin mời cả nhà cùng nghe ạ. Chào em Mèo Cải nhá.
Xin chào anh Hạnh Nguyễn ạ. Chào vợ cây Hải Hương. Vâng, xin chào chị quản trị viên Hoa Phạm. Xin chào tất cả các cô chú anh chị đang theo dõi và cổ vũ cho nhóm anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, em xin chào tất cả toàn thể tại gia đình. Vâng, cho phép em chào chung tất cả mọi người ạ. Nhân trọng đại. Vâng, để tiếp theo chương trình. Ngộ mấy căn áp mà. Vâng, để tiếp theo chương trình, Minh Sơn và Nguyễn xin trình bày bài hát Gửi Người Chiến Sĩ Biên Phòng. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Cho phải cho cái mic để vào đây. Em hát khỏe mà. Đông nhà ta hay tầm. Chị nhà. Chào chị gái Thúy Cải, xin chào anh vợ cây Hải Hương. Xin chào chung 20 tình yêu đang cổ vũ cho 4 anh chị em trong buổi lên sóng ngày hôm nay ạ. Chị mày có chuyện quen thì phải chọn bài đi. Thế nhỉ? Tạm biệt em anh lên đường ra biên giới, đã mấy mùa vải ngọt nhãn thơm. Anh ra đi với tấm lòng son, tay gác súng giữ gìn đất nước. Coi thường gian nan, dù gió núi mười ngàn vẫn cả mùi xuân mới, một ni lòng theo ý đàng hoang thế ngày đôi hoàn càng tiếc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đất nước ra quân mùa xuân hoa nở bao nhà mây công uy trường rộng mở hiền sáng thay sao khói nghĩ tỏa lưng trời đất ni lại sinh sôi góp mỹ công bao người cùng đôi ta đó sáng đi cánh chung vai dừng xây gìn giữ đất trời mùa xuân hạnh phúc chào tất cả 25 trái tim yêu đang cổ vũ và rất là nhiệt tình cho bốn anh em trong buổi tối ngày hôm nay và để tiếp theo chương trình. Vâng ạ, tiếp theo chương trình Thiện Căn và Nhàn Chu sẽ trình bày một sáng tác của soạn giả Tiên Kiên Thích khúc Tự Tình Dưới Trăng. Xin mời cả nhà hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho tất cả Nhàn Chu và Bùi Thiện Căn nhé. Súp đi, bắn bong bóng, bắn còn nhiều quà kinh khủng, những mấy cô chờ hoàng một chữ xu và nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Tích cực khóa vỡ bong bóng, tích lũy kim cương. Để đủ. Cao thông kê, khúc Tự Tình Dưới Trăng. Em ơi, giữa muôn ngàn sao sáng, chỉ một mảnh trăng khuya, để lòng anh sương khói, lãng đãng buồn tương tư. Thank you.
ngoài chợt ý buồn nỉ chẳng khuyết ni ý bày tỏ ý ngồi chung ý trong ý đời ý món từng ý canh chơi với trong anh một người đời ý mà để tím mi ướt đi sông xưa ý bóng bành trôi mắt xin chào và cảm ơn tất cả nhà đang cổ vũ cho mấy anh chị em ạ. Đăng xin chào anh Hoàng Công Thương ạ. Vâng, em xin chào 36 Trái Tim Yêu ạ, đang theo dõi và cổ vũ cho nhóm trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì Lưu Nguyễn xin giới thiệu một giọng hát mới ạ. Có lẽ là rất là ít những cô chú anh chị đang có mặt ở đây đã biết đến bạn, thì chắc là không ai biết đâu ạ. Vâng ạ, có thể nói đây là một giọng hát rất là mới. Bạn ấy cũng chỉ mới học hát chèo thôi ạ. Hôm nay cũng lên song ca của Lưu Nguyễn bài hát của Hồng Hoa, bài hát Nhớ Về Hội Đêm. Vâng, cảm ơn chị Đồng Yên và xin chào tất cả các anh chị. Rất vui hôm nay tôi được giao lưu cùng với nhóm các anh các chị hát chèo rất là hay. Không biết là tôi hát có được hay không, thì cũng rất mong các anh các chị cũng cổ vũ động viên. Tìm cái này đông quá. Hát của quốc phòng hay là... À, tự động. Thả
tháng riêng về với hội niêm, nhớ câu đến hẹn lại lên với người, bồng bềnh câu hát người ơi, liền anh liền chị lụ cười trao duyên. Quay tháng vành non thiêng liêng, cong cong cánh phượng em tên miếng trầu. Anh vẫn đi tìm bao nhiêu nhớ thương. Anh vẫn đi tìm nhớ về hội liêm, năm nào em hát câu hát chung tình tha thiết người ơi, dẫu rằng năm tháng khôn đi. Minh Sơn và Nhàn Chu với một bài hát theo điệu Quân Tử Vu Dịch Nơi Biên Cương. Thiện Nam Cung à? Vâng ạ, bài hát Nơi Biên Cương gửi mẹ hiền. Xin mời cả nhà. Đâu? Nơi Biên Cương gửi về quê mẹ theo điệu Nguyễn Nam Cung. Nông Nguyễn nhờ một chút ạ, xin mời quý vị ạ. Vâng, xin chào tất cả các cô, các chú cùng các anh, các chị đã bớt thời gian vào cổ vũ và động viên cho 5 anh chị em trong buổi lên sóng ngày hôm nay ạ. Và để nối tiếp chương trình, Minh Sơn và chị Nhàn Chu xin gửi tới toàn thể các cô, các chú cùng các anh, các chị một bài hát của anh Mai Văn Lạng soạn lời. Đó là bài hát Nơi Biên Cương gửi lời về quê mẹ. Chào chị gái Kim Yến, chào bà, xin chào bà Trần Sang. Hát biết nào, biết thì không hát được.
Mỹ Tiên có cái sản lập. Nơi biên cương gửi lời về quê mẹ, khúc hát ân tình nâng nhẹ cánh thư bay. Điệu chèo ta thiết đắm say, hương sen hương lúa đó đây đường tình. Lời thương y đã ngỏ bên y đinh y. Ngày về đôi lứa chúng mình nên ý duyên ý. Ánh mắt ý dịu ý hiền trao câu hát thiết ý tha, khúc hát dân ca ý. Lời thương em gửi bao tình nụ cười thêm xinh trắng ý hẹn ý trao tình trên quê hương mình. Ơi em nét đi đẹp trời bình yên, hoa thắm mi nở trăm miền, anh thương đôi mắt huyền. Trong khúc mi nhạc mi dịu êm, em từ vầng trăng khuyết mi chợt bừng nghĩ lên. Đêm dằm tiếng yêu thì thầm cùng nhau ta hẹn trăm năm một chữ đồng sắc son. Vâng, hai chị em xin cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. Tiếp theo thì giám viên lại gửi anh Bộ Lò Phong Lan. Và để nối tiếp chương trình, hôm nay rất là tình cờ, cũng rất là vui được về nhà chị gái Minh Nụ. Và hôm nay cho phép Minh Sơn
và chị gái Minh Nụ xin gửi tới toàn thể các cô, các chú cùng các anh, các chị một bài hát của... Không biết là em quên mất tên rồi. Đó là bài hát là Gửi anh một đóa phong lan do em Minh Sơn và chị gái Minh Nụ trình bày. Cảm ơn chị gái Kim Yến nhé. Cảm ơn 36 tình yêu đang cổ vũ cho 5 anh chị em trong buổi lên sóng ngày hôm nay ạ. Em ơi, ta cùng ở miền quê, xa thủ đô yêu dấu. Ngược sông Đà thuyền neo bến đậu, nơi con suối róc rách chảy qua. Nhớ không em, thuở thiếu thời hai chúng ta vẫn bắt bướm hái hoa, vẫn nô đùa bên dòng suối. Anh dắt tay em qua từng chỗ lội, nghiêng bóng soi mình dưới dòng nước trong xanh. Từng đàn chim ríu rít lượn quanh, như mách bảo chúng mình thật đẹp đôi mà vừa lưỡi. Thế rồi anh lên đường nhập ngũ, em trở thành cô thôn nữ đoan trang. Từ hải đảo xa xôi anh vượt sóng ngàn về bên em nơi hương rừng gió núi. Ánh lửa bập bùng đầu nhà chim hót gọi, viết thư thăm anh lòng sao khỏi xôn xao. Hoa rừng nhuộm anh trắng vàng, gửi anh một đóa phong lan quê nhà. Ôi những con chim rừng bay về đâu. Trong dạ ơi sắc nghi son nghi, sắc nghi son nghi, một ý lòng anh bước lên đường, nguyện là người chiến sĩ kiên trung vì quê hương.
đất nước quyết vượt lên dông tố bão bùng. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức bài hát, đó là bài Lời Hẹn Hoa Ban do anh Thiền Căn. Vâng, xin chào tất cả các cô chú anh chị đang theo dõi và cổ vũ cho Thèo trong buổi tối ngày hôm nay. Không hiểu sao mà chương trình phát trực tiếp ngày hôm nay thì bình luận của quý vị thì trên máy này cũng chạy, cho nên là anh chị em ở đây cũng không được đọc được bình luận để trả lời các câu hỏi của tất cả quý vị. Rất mong là quý vị thông cảm ạ. Vâng, ngày tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Lời Hẹn Hoa Ban do Hữu Đặng và Thanh Nhàn trình bày ạ. Nam bắt chưa kịp nữa chưa kịp, bắt được chưa hát xong ca bây giờ. Có chỗ xong ca nữa. Nè. Tổ quốc gọi anh hăng hái lên đường, bản làng vui tiễn chân anh người lính. Trên quê hương mình đất trong nỗi
vì non ni sông anh có nhớ không, hẹn ước năm mấy nào đến đi mùa khoai ban, thân thương anh đợi anh chờ. Kết thành lời ca tiếng hát vang say, thắm tươi muôn lì nhài, hòa bình nở hoa, có anh vẫn đi đợi em đi về.
mắt dõi dài tay súng vẫn luôn sẵn sàng để giữ đạo giữ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc vì tình người chiến sĩ với biển đảo vì câu chèo trên miền quan họ. À thế à? Lại chuyển đổi gì đã thế thôi. Vâng, để tiếp theo chương trình Nguyễn Viễn và Bùi Tịnh Căn xin trình bày một bài hát của Trà Giang ạ, bài hát Thái Bình quê lúa yêu thương. Sao bây giờ bình luận không giờ
bây giờ làm sao ấy? Bình luận mình cũng không đọc được. Đây à? Nhận ừ. Cũng không đọc được, không đọc được bình luận để giao lưu với khán giả. Lúa trên đồng thơm hương ngát đòa, những cánh cò bay lả bay la, thật tuyệt vời nghe khúc hát dân ca. Em có biết đấy là quê ta đó, ngọt ngào hương ngồi bay trong gió, làm quê mình có những nước sâu đẹp làm sao bãi biển Đồng Châu, sông Trà Lý ở hai đầu nối nhau. Tuy xa nhau nhưng tấm lòng rộng mở, đợi chờ nhau bởi khúc hát chèo quê. Em ơi hương lúa thơm khắp miền y diền y đê y y y. Bên núi tre xanh anh nghĩ về làng quê em đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em xin chào chị Quyên Úa. Và để tiếp theo chương trình, xin mời cả nhà lắng nghe giọng hát Hữu Đặng bài Cúc ơi em ở đâu của tác giả Mai Bích Thủy. Thủy đâu nhỉ? Gọi Thủy đây. Và xin chào tất cả các chị, tôi sẽ hát bài Cúc ơi em ở đâu, một sáng tác của rất hay của soạn giả Mai Bích Thủy. Hy vọng tôi sẽ không làm hỏng tác phẩm của Mai Bích Thủy. Chị Tần A Trường điểm danh, chín bạn đã xếp thành hàng. Cúc ơi, răng trừ em ở mô rồi, lọ về tập hợp em tôi nơi nào? Không đi thấy em đi về, Cúc ơi, Cúc ơi chưa thấy em mi về. Hàng ngang xếp mi ơi ơi à, mà em mi làm nơi nào? Em ơi sao chẳng thưa, đã đưa chín bạn quay quần. Em ơi em mi ở thời nay đồng đội lên đi rồi. Lòng đất đi đâu kia là lạnh lắm. Bao nhiêu nhát đi cuộc kiên trì, em ơi tìm mì em khôn thiêng. Không em da xanh áo mỏng vai mềm chịu sao, bao nhiêu nhát cuốc anh đào nhói đau tim buốt nơi nào? Cúc lầm sống đi quê mình ngàn đi phố. Về ăn ni quýt ni đỏ
sơn nì bằng sung xuê chim đôi cây. Quê ta quýt nì đói sơn nì bằng trời đồng lộc ơi ơi à, mai lực nghi nghẹn trào dâng vì vụt thông ngàn gieo sắc sơ chim mi đãi lìa bầy chim nay bay về đâu đất sâu chưa thấy em mi về ý. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng với chúng tôi trong bài hát vừa rồi. Chân theo điệu tò vò. Thank you.
vâng, để tiếp theo chương trình sẽ là đôi song ca Thiện Căn và Thích Nhàn. Bảo vệ sức khỏe với ca khúc hỗ trợ tăng cường không sức khỏe bằng quê hương. Xin mời cả nhà hãy cùng đón nghe. Các giáo ông thầy chèo không đâu bằng quê hương. Tiếp theo chương trình, Thiện Căn và Nhàn Chu sẽ gửi tới cả nhà bài hát Không Đô Bằng Quê Hương. Dẫu đi góc biển chân trời, không đâu sánh được bằng nơi quê nhà. Hương sông sông nặng phù sa, làm đời cũng đã vui tan sầm. Có bàn tay mẹ tạo đi tất cả nhọc nhằn gió sương mi vọng đến ngàn đời giao y hoa, ôi những đêm trăng ly ngài.
thêm màu nhung nhớ lý là nghỉ quê thanh nghỉ hình sao xuyên bao ân nghỉ tình con nghỉ bao hoài niệm chúng nghỉ chung mai nghỉ đình cây đai với người thân với ân tình luôn cháy trong tim mình dù xa vạn dặm cũng không đâu sẵn đi bằng người Thiện Căn xin cảm ơn tất cả nhà đang cổ vũ cho nhỏ mắt. Vâng, để tiếp theo xin mời cả nhà cùng lắng nghe bài sử diện do Minh Nụ và Minh Sơn trong ca, mời cả nhà lắng nghe. Làm bài sử cổ. Chào để nối tiếp chương trình xin mời cả nhà cùng lắng nghe một bài hát chào cổ do em Minh Sơn và chị Minh Nụ trình bày. Đó là bài hát Sử Chuyện ạ. Phú thế hòa y hợp khúc loan y hoàng trung gậy tiếng tơ việc tề ra nay bắt mẹ tuổi y ra nàng kim chỉ ơi chứ ta thôi đèn y sách mê hồ điệp nay xuân
âm tam canh. Ơi oan y oan tử quy ngay mồi tựa tựa câu lớn cách nghi bức rèm thưa. Ơi ý toàn thoáng như có mồi sen cưa đón gió. Toàn thể các cô các chú cùng các anh chị thêm một bài do tốc ca nam nữ hát bài Một Thoáng Quê Hương. Một bài hát này nói về quê hương Thái Bình đúng không ạ? Thank you.
Tây Bình đẹp lúa xanh biển đi biết đi, những chiến đi tích đi năm xưa vẫn còn đi đây lừng đi lấy đi trần vẫn xa nghĩ ngợi sống trong nghi lòng quê hương ta đó nghi nghe vọng tiếng trống xưa vọng nghi mãi ơi tiếng nghi trống năm ba dùng ta đi theo ý đảng dẫn đi đường xóa đói nghèo phá gông nghi phiền giảng danh quê lúa nghi Tây Bình xuân đi này đang khởi sắc đi như lúa chắc chắn đi khoe bông càng biển mênh mông tôm đi cá đầy thuyền những biển đi đường những ngôi trường đây đang đôi mới ai từng bước chân trên cầu Tân Đệ từ chùa keo nơi thắng đi cảnh Thái Bình ta ngắm mỹ nhìn bức tranh quê mình đường lên hạnh phúc mi Thái Bình số nghi sang nhịp sống nghi mới dừng đất nghi nước nghi đi lên vững niềm nghi tin xóm nghi sắc một nghi lòng đưa Thái Bình xứng nghi như hời bác hằng mong ước nghi kết thúc đi này và để kết thúc chương trình xin mời toàn thể các cô các chú cùng các anh các chị nghe một bài liên khúc chèo đó là bài liên khúc duyên quê. À, đúng rồi, gọi là bài tổ khúc duyên quê ạ. Cảm ơn chị Hoa Phạm, xin cảm ơn chị Quê Lúa, cảm ơn 20 tình yêu đang bất chút thời gian cổ vũ và đồng hành cùng 5 anh chị em trong buổi lên sóng ở trang Quê Lúa hôm nay ạ. Gọi là liên khúc chèo của anh Nguyễn Văn Hà, nó mới có bài. Đấy, biết đấy, không, biết đấy. Ờ. Bài này đưa tay nghe. Đưa tay nghe. Ta đi. Cua lại cho nó máu. Chuẩn bị. Nghe được cái tay này.
đi đâu đào liễu một mình. Hai vai gánh nặng nhật trinh đường đi xa nghi đào liễu có một thôi các cô nàng ơi, ơi
lênh đênh là con trèo quê. Chị kính thưa tất cả các cô chú anh chị và các bạn ạ, trong buổi tối ngày hôm nay thì Nam Anh Em trong nhóm đã lên đài hát giao lưu cùng với tất cả quý vị. Rất vui được quý vị đã cổ vũ rất nhiệt tình cho Nam Anh Em trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày gần nhất ạ. Xin chào.